Thầy Hoàng kêu với tiếng cho mình. Để lên cái ao X6 như cho cô chú anh chị mình xem ha. Chú anh chị thấy màu nước ao màu kia đẹp ghê của cái gì. Để cái clip xa quá, có anh Vũ chạy men núm á, đẹp cực kỳ luôn, màu nước rất là thoáng luôn. Càng này đẹp hơn của chút gì mình. Bị ma trận mưa nữa đó chứ không bị trận mưa. Chú chú là với cái phần, những cái phần đẹp kia. Phần này rất đẹp. Tại cái giá nó mới rồi chứ. Nó dạt ra dữ vậy. Đẹp không chứ em mình. Này là S6 người với mình, bán 30 ngày. Ao này chắc khoảng 3 ngày nữa đưa 6 kiến trùng lên nữa. Hai giai đoạn này phải làm cho nó rất khắc với cô chú anh chị mình. Nghe cái giai đoạn phát triển tháng ba mấy 40 ngày này, chắc khoảng 5 ngày em sổ rồi. À này em sổ này được 2-3 ngày rồi. Cái đoàn đẹp ha.
có mấy bữa mưa nó cũng xuống gan. Mấy bữa mà mưa thường á thì em hay kẹp Lucy với phà lo cho nó ăn cho nó ổn với chú chị nè. Mấy bữa nào mà mưa nhiều thời tiết rồi xấu á, cho nó ăn một hai tử trong ngày luôn, tức là để tìm nó vô chú chị nè. Còn nước tẹp cực kỳ luôn, còn nước đá của chú chị nè. Cô chú anh chị để ý kỹ nha, anh xài cái men nấm này á, nãy em dở hết nó vàng ngá luôn, hai ao luôn, không thấy nấm đồng tiền của chú anh chị mình nha, rất là sạch. Anh vô cũng chạy cực kỳ luôn, Cà Mau. Chú chị thấy đâu có nắm đồng tiền đâu. Rồi coi đi. Coi thử chắc là chưa ha. Có còn không còn một hai con để kiếm trùng với cô chú chị này. Có một hai con nè. Này khoảng 2-3 ngày lên sổ lại. Rồi, đây. Cái con bị kiếm trùng nhìn thấy tái này nó cô chú chị này. Hấp thu kém rồi. Nó không có thù được, nó kém rồi, nhìn tôi tái người ta liền. Nó bị nhỏ phần chứ nó bị lò xo nè, tôi thấy là rõ ràng không, nó bị chống luôn rồi. À, nó bị kiến trùng nha. Anh Vũ anh chạy sao mà nó còn hơn cái men mình nữa chứ. Dở bợp men lên coi. Anh Vũ anh chạy sao mà cái men vậy. Anh chạy đẹp. Lúc đầu cái men này là mũ men là tới lứa đánh là của chú chị mình ăn. Nó lên đã nghe không? Cái thùng này thì em mũ 1 kg men nấm với 2 kg mật đường nè. Nó cho khoảng 2.000 thôi nước. 2.000 đến 3.000 luôn. Đánh cực kỳ luôn của chú chị mình. Theo này em có đi mua vợ mình còn sâu tim, còn sâu tim mới còn chút cho mình, nó hết sâu tim á, đầu nó mới lên nhắn men được. Lên video không? Cô chú chị em mình theo dõi ao Hoàng Kim nha. Ao này thì nay nó hơn 70 ngày rồi, khoảng đẹp hơn chú chị. Lỗ quấn người chấm đen. Con này á em nói 70 con á, nhiều cô chú chị em mình nói nó không tới. Không phải 70 con. Cô chú chị em mình nha. Tại vì thằng này con này rồi chúng ta lại dùng tôm chắc luôn thôi. Bóng không? Cái gì nữa? Chùm gan ruột là dưỡng dữ lắm chứ không lấy là không khéo là chịu không nổi thì chú nhìn. Nhưng mà ao này thì nó ổn rồi. Còn cái ao mà mấy ao nhỏ, mấy ao nhỏ này nó còn đang thử thách chứ còn mấy ao ở dưới Cà Mau là tôm nhỏ vừa cơn mưa rồi hư quá trời luôn. Năm nay mưa đọc lắm, hôm đầu năm tới giờ luôn chú chị mình thấy mưa là lúc mưa xuống là có chuyện là có. Hai bên giữa 12 và 8 17 6 anh mình bỏ ai sao nè, tụi chúng em mình đánh giá nha. Con mặn ở đây giữa luôn, nấu xong được 70 con. Đây thì có anh em nhiều anh em ý. Nói chung bao tất 70 ngày này 70 con là ok của chú anh chị mình, tại vì mình không có bị với ao công nghệ được của chú anh chị mình ha. Tại vì ao công nghệ người ta nuôi tới tốc độ nó sẽ lẹ hơn, còn cái ao mình ao đất mà nó về là chơi của chúng mình. Đúng kiểu rồi, lẹ lâu quá rồi mình lắc khỏe lại rồi. Cái chị mì vô gió thì ghê, cái dở rồi cái vô mình sao bán vô gió giữa mình nó mà cái gì em dở nó búng vậy chứ à, mình ăn máy đó là búng nó bẹt ra. Này cho con chú chị mình
ngang vuột à, đúng không? Trong môi trường rồi nó vẫn quấn cái men này à, anh theo đánh giá của anh Vũ ở dưới Cà Mau rồi anh nói chung là anh khen quá trời, quá tuyệt vời luôn. Men này thì đã nhiều năm nay nó khổ vàng mà. Còn ở đây là có chỗ ông Năm mà ông gần ở đây là cũng xài mà ông khen nức nở luôn. Coi nhá nè, thật bóng luôn á. Không có bợn, không có gì hết. Đó đâu có gì đâu. Rồi mời cô chú anh chị em mình lên cái ao ít 6 cái nữa rồi tụi em cũng kết thúc video. Ờ quên nữa, có anh nói bữa hai anh em giận lộn cái gì không có cô chú anh chị em mình nha, tại vì em muốn cập nhật thường á, tại vì á bận công chuyện á. Thành quá thì em bên nó cập nhật thường thì em không có đó, tại em làm công chuyện chú anh chị mình. Thì em quay mình á chứ không phải anh em không có gì hết. Chú anh chị mình nữa cho cũng biết rồi có màu nước ao quá sáu tuyệt vời cho cô chú anh chị mình cực kỳ. Hai anh em ta vẫn bình thường tại vì mắc làm cột điện đổ bê tông rồi cô chú anh chị mình, thì dời cột điện đồ lên nữa làm còn chưa xong nữa cô chú anh chị mình. S6 ăn tháng ha. Hết bầu rồi. Cối hết rồi. Hết cối rồi. Còn những đã. Ồ, cô chú nghe mình thấy không? Tôi mà. Tại vì em thường thường em quay em cập nhật thường cho cô chú anh chị mình theo dõi, với lại mấy anh em gửi video về á thì sẵn em cập nhật cái bít bên em luôn để em đăng lên và chia sẻ những cái vấn đề, nếu anh em cần hỗ trợ hay gì đó thì cứ kết bạn Zalo với tụi em để giao lưu. Còn khi mình nói á, nhiều anh em cứ nghĩ là mình nói ờ ăn cái này ăn cái kia, mình nha. Thì trong quá trình em sửa như thế nào thì em nấu như thế đó cô chú anh chị mình. Thì xài cái nào mình hiệu quả thì mình nấu, anh em tự cảm nhận ha. Nhá, trái phiến của cô chú anh chị mình. Bóng. Xài cái men này đặc. Ờ, thơm đã. Xài cái men này nhá rồi thịt bóng. Xài men đúng mà ủ á, xài tốt ghê lắm. Nói chung là khí độc á là tùy thuộc vào mình ăn tùy nữa, nói chung là nó khó lắm, tùy theo mình quản lý cái nước môi trường mình coi để mình xử lý kịp thời, và cái thứ hai cái thức ăn mình cũng phải quản lý được tốt cái thức ăn của chúng chị mà, và mình cộng hưởng để mình thay nước rồi cho nó đúng đời đúng chất thì mình mới quản lý được cái thằng nạo hai đó chứ, là mình đừng có nói là cái men không mà để áp chế được cái nạo hai thì cũng hơi rất khó, tại vì mình phải cộng hưởng với nhau chứ, mình nói chung là cái men có những cái dòng men á mình xài có thể là nó không có đánh động cái nạo hai luôn, dù mình thay nước rồi nó vẫn bình thường, nhưng mà có cái mình xài những có dòng nó vẫn hấp chế được, nhưng mà mình hỗ trợ phụ mình làm cho nó đúng cô chú anh chị mình, tức là mình phải thức ăn mình để cho chặt nè, thứ hai nữa là cái nước mình cái lúc nước mình bị keo hay gì nữa mình mới thay được để cho nó ấy cô chú anh chị mình hay. Tiếng có anh em chưa chia sẻ vấn đề đúng đen lại đấy, nhiều anh em cũng đang bị cái mùa này nó bị đúng đen rất là nhiều quá. Thì em sẽ giả thiết cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì trong những cái vụ trước á là tụi em thường bị đứt đen. Thì tụi em đã bị đó rồi, quấn nói chung là diệt khuẩn cũng rất là nhiều dòng cô chú anh chị mình, nhưng nó không có hiệu quả.
là tôm nó sẽ bị rớt và nó bị rất là nặng, và tôm nó lên luôn rồi là nó không ăn được, cái rồi là phải thu luôn cô chú chị em mình. Thì khi mà em tìm được cái dòng đốm đen về á, là cô chú chị em mình thấy không, không bao giờ có đốm đen. Cái đó em nói là thật sự cô chú mình cảm nhận và câu theo dõi với anh em mình nha. Cái đó là câu em cũng cập nhật thường xuyên luôn, chứ không phải mà em nói nếu mà đốm đen á là tôm là dở lên, cô chú chị em mình thấy là có đốm hết. Đốm trong vòng, ví dụ mình phát hiện nó cháy cạnh đuôi đó đi, trong vòng 3 ngày thôi là nó sẽ làm thành 100% luôn, rất là nhanh. Và 100% đó thì dở lên thì cô chú anh chị em mình sẽ thấy đốm nào đốm đấy chà bá luôn, chứ không phải nhỏ nhỏ mà nhìn không thấy đâu. Đó, đốm đen quýnh đi nè. Nói chung là em này làm diệt khuẩn cũng là cái ngày hôm qua nè. Ủa hôm kia hả tiếp, em cũng diệt khuẩn đốm đen chấm đen là nè, tại em thấy mưa nè, với lại nước nó tôm nó quậy nó hơi đục á, là tụi em quýnh ngừa cái chấm đen luôn. Nói chung là quýnh luôn cái ao của Hoàng Kim luôn, bảy mấy ngày em cũng quýnh lại luôn. Và chiều này thì em diệt khuẩn là yêu điên luôn đó. Nói chung là cái men nấm này á, để cô chú anh chị hiểu một tiếng, nó có chia sẻ vấn đề là nó nằm đáy á, dạng men nó nằm đáy của chú anh chị mình, nó phát huy á, nếu mình ủ như vậy á là nó xuống cái tầng đáy rất là tốt. Còn cái men mà dụ nước mình nó dơ á, là cái men kia quýnh xuống là nó xuống tầng đáy là nó đã chết rồi, nó hết công lực đó rồi. Còn men này là men dạng nó nằm dưới tầng đáy rất là tốt của chú anh chị mình đó. Thành ra nó sửa được cái khí độc cũng là hay, hiệu năng lượng khí độc nó tùy thôi cô chú anh chị em mình nha, tùy theo cái cách quản lý của mình, chứ không có nói là khí độc mà nó hết hẳn thì tại vì cái em nói là em cắt nghĩa lại cho cô chú tự hiểu gì rõ hơn. Cái thằng hiếu khí á, là mình phải sục bằng oxy để cho nó nhân khối men lên, ăn đường nó nhân khối men lên, thì cái thằng đó thì nó phải sống cần cái đồng lượng oxy cao. Khi mình đánh với cái lượng ao mình á, thì nước ao mình lúc nào nó cũng phải dơ rồi, không bao giờ nó sạch được như cái nước cái thiên nhiên ở trên đâu. Chứ đó thì từ cái chỗ đó cái nồng độ trong ao mình oxy nó sẽ rất là thấp, cho nên nó chỉ sống lan tỏa, mình đánh sau khi mình đánh sống lan tỏa đâu lần tầng mặt nước trên thôi, thì nó sẽ bị tàn đi, nó không có phát huy mạnh được. Còn cái thằng yếm khí của chú này mấy em, mình chỉ ủ yếm khí, mình không cần phải oxy, không cần phải để dỡ nắp. Nhưng như vậy đó, cái mặt nước ao mình khi mình đánh xuống, nó xuống cái tầng đáy dù không có oxy nó vẫn nó càng mạnh hơn, nó cái dạng là nó không có cần oxy, thì cái nó xài nó sẽ hiệu quả, nó sẽ cao, nó sẽ xuống tới đáy, nó vẫn dắt tới đáy luôn của chú mình. Còn cái men mà hệ thiếu khí mình sụp khí á, thì nó có thể là nó không xuống cái tầng đáy nổi đâu, nó mới tàn lẹ lắm. Tôm này dở gió lên từ dưới mà nó nhảy ra nghe bạc luôn á, tiếp chị mình đánh giá nha. Thì tôm nhỏ nè, quay nó nhỏ xíu nè cô chú thấy không, quay điện thoại từ dưới mà nó quay mình quay xuống mà nó nói chung là nó đâu có thấy đâu. Nhiều khi mình cô chú chị mình câu và cảm nhận thì nó thấy nó không tới hay gì đó, thì vấn đề vậy thôi. Chứ còn nuôi thì tụi em nuôi nhiều nó nhiều, chứ có gì đâu mà phải nói cho nấu này nó nọ chi. Tại mình ao nhà mà mình nuôi tụi em thực tế hàng ngày, chứ đâu phải mà nuôi bữa quay thì cả tháng sau mới quay lại đâu mà. Thì cô chú mình cảm nhận ô đẹp chưa, ngang ruộng. Nói chung là thì nhiều anh em nói là không xài kháng sinh, thì em nói mùa này nó khó mà em vẫn xài oxy và lo. Nói chung là em xài là xài theo cái hãng thôi, công ty thôi, chứ giờ nhiều dòng á cô chú anh chị em mình cho nổi nhiều thì nói chung có hiệu năng hay không thì nói chung anh em xài dòng nào hiệu quả thì cứ xài. Còn vụ xài công ty thì nó sẽ chuẩn hàm lượng, nó sẽ lúc nào nó cũng chuẩn hết cô chú anh chị em mình. Tại công ty mà nó đâu có làm bậy được. Và giờ để em lên cái ao Hoàng Kim em quay lại cái, và hai anh em mình cũng xin kết thúc video. Còn ví dụ em thường thường em quay mỗi ngày mỗi quay á, là em vừa cập nhật ao của khách hàng luôn. Ví dụ mấy anh em á thì em cập nhật thì sẵn em cũng view lại tôm của mình cho cô chú chị em mình theo dõi. Nhân khi tiếng nó bận thôi em làm luôn sẵn thôi mình, tại vì em muốn cập nhật để cho cô chú chị em mình theo dõi. Ví dụ quá trình nuôi và tôm thế nào cho cô chú xem chỗ có giỏi luôn.
để chú ông quay lại cái ao S6 cho cô chú chị mình xem luôn. Chút dở gió lên coi nó vô coi thế nào. Nhảy từ ở dưới dở là nó nhảy ra trơn. Đẹp chưa? Đó như vậy mà cô chú chị em mình nói ừ. Không tới 70 con. Thì mình nuôi trong quá trình nuôi thực tế thôi. Đẹp chưa? Đang ruột và tôm quýnh chấm đen cái này tôm bóng lộng không? Phần nữa. Quýnh chấm đen mà tôm này nó bóng lộng luôn cô chú chị em mình. Ao này thì em quấn bữa em quấn nay cách đây khoảng 5 ngày á, quấn đen á thì chắc quấn được ngày nữa thôi à, tại vì nó ổn thôi, khi nào nó có gì đó thay đổi thì mới tính tiếp, chứ còn không có quấn nhiều nữa, không có kinh kỳ nữa, tôi cứ vậy nè, bây giờ chỉ tập trung cái ao S6 bên kia rồi, S6 bên kia thì bữa, này... bữa đánh rồi thì chắc khoảng đó là khoảng 40 ngày, trên 40 ngày em sẽ đánh lại. Nha sập bóng, nha không có cái cờ như vậy nè. Dở lại cho nó vô. Tôm này nó lanh lắm, dở ra nó búng ra nó dạt ra quá trời luôn, nó dạt. Với lại này em hết một cấu và em ngưng chút xíu luôn. Đó. Tôm bóng lớn. Tôm nó bóng lộng luôn, tôi chứng cho mình nha. Xuống cái giấm đen này xuống là tôm mà không. Cái này còn nó bị cái trùng vi hoại tử ở bê á. Bị sao nó bị vết gì mà có nhiều anh em anh hiểu lầm á mày. Mình nói là bào tử vi trùng EHB đường ruột chứ không phải là tôm nó bị nhiễm EHB. Tức là em nói là nghe anh ta cắt có mẹ nhưng cái anh nó nghe không có rõ. Ừ. Anh nói là EHB chữa được không luôn hả? Anh nói là anh nói tức là anh xỉ số mình phải không? Anh nói mình là mình nổ được rồi, nhưng em nói rõ là nhiễm vi bào tử kiếm trùng EHB đường ruột. Dạ có anh em cái đó nữa là chị hết chị không phải nó không hết nhưng mà mình kìm nó được để mình đào thải nó được để mình đưa con tôm mình nó tốt đường ruột là nó lớn được cô chú anh chị mình nha. Còn chứ không phải em nói là cái EHB gan, thằng EHB gan là cái đúng trắng của chúng mình thua, nó không có lớn lao vậy đó, thì cái thằng đó không chưa có thuốc trị của chú anh chị mình nha. Anh nói rất rõ để vô đời cao với sáu coi ơi mấy ngày coi nó phát triển như thế nào. Tại vì mấy cái clip đó em nói đó là bị EHB đường ruột á, là em nói tập trung gì ruột không mà đâu có nói gì tới gan đâu. Còn cái thằng riêng EHB mà là thường dân cô chú mình gặp mà không ăn lại giải được á, thằng đó là EHB gì cái gan trên cơ thể tôm á, thì cái đó nó gọi là một thành phần, cái đó là một khác cô chú. Em nói là EHB là vi bào tử EHB đường ruột của chú chị mình nha. Thì cỡ này nè em ăn được số 1 là cái đầu là cô chú anh chị em mình để nha. Em hình như là em còn ăn số 0. Bữa nay em chọn ít số 1 bữa đầu tiên nè, để mà em chọn ông chọn khô đưa thuốc luôn. Là để cô chú anh chị em mình cái giai đoạn để em đưa gan ruột lên như thế nào á thì cô chú anh chị em mình cứ theo dõi nha. Còn cái này thì em chia sẻ cái thực tế của tụi em thôi. Nói dù nha. Thì cảm nhận của mọi người thôi. Thì nó mới vô chút ít thôi, nhưng mà nó đói nó vẫn kéo đàn rồi. Nó nội ruột gan lên lần này. Mình ở này là chưa trộn luôn đúng không? Có đầu này có trộn xương xương vô. Trộn xương xương không? Kệ trộn nó ăn có nhiều thức rồi cô chú chị mình. Trộn miếng nhiều nhấp nhấp vô đâu có tốn tiền nhiều đâu. Màu nước thì nói chung là ok chuẩn men nè. Đẹp. Giờ thôi. Rồi thôi em tiến mình xin chào tất cả cô chú anh chị đang yêu mình. Cô chú anh chị mình vài ngày nữa em sẽ view lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Giờ thôi hai anh em mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều luôn. Xin chào, tạm biệt.